Cải biến tư tưởng để được tự tại. Nếu muốn được tự tại, chúng ta có thể đạt được bằng tư tưởng. Chúng ta không nên cột trói tư tưởng của mình, cho rằng chúng ta đau buồn là những người thấp kém, không đẹp đẽ hay không có đạo đức. Hãy dùng tư tưởng để thay đổi quan niệm của mình và huấn luyện các tế bào lắng nghe những lý tưởng mà chúng ta khao khát. Chúng sẽ nghe theo bất cứ gì tế bào của chúng ta làm theo đó. Đó là cách chúng ta thu thập tài liệu. Quý vị mỗi ngày chăm sóc mình, nói với mình là mình rất tốt và cố gắng làm tốt nhất. Các tế bào sẽ làm theo, sau đó đẳng cấp quý vị sẽ càng ngày càng được nâng cao, càng ngày càng nhẹ nhàng, tự tại. Lúc nào quý vị cũng phải dùng trí huệ, khả năng phán xét của mình để hành xử mọi việc một cách uyển chuyển. Không phải mỗi lần đều giống nhau, sư phụ không thể dạy hết. Bởi vì mỗi tình trạng đều khác nhau. Quý vị mấy ngàn người, mấy chục ngàn người như vậy, mỗi một người đều phản ứng khác nhau, phải tự biết mình làm như thế nào. Quý vị mỗi ngày thiền 2 tiếng rưỡi là để tập trung lực lượng của mình, để lúc cần đến thì mang ra sử dụng. Nếu không dùng thì thật là lãng phí, sẽ giống như những người không tọa thiền, những người không có trí huệ. Như vậy quý vị có gì để hãnh diện, cho rằng mình giỏi hơn người khác. Người tu hành chúng ta nếu không biết sử dụng trí huệ của mình thì càng phải sám hối nhiều hơn. Nhất thiết di tâm tạo. Chúng ta nguyên thủy là Thượng Đế, chúng ta phải cẩn thận đối với tất cả mọi tư tưởng, mọi lời nói, bởi vì chúng có lực lượng rất mãnh liệt. Nếu chỉ là sự suy nghĩ dẫn dơ thì có thể nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu là một tư tưởng rất nghiêm trọng, thành tâm và một ước vọng sâu xa, nó sẽ trở thành sự thật. Chỉ vì nó không thành sự thật ngay sau khi quý vị ước mong. Quý vị cho rằng nó đến từ hư không hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, một cơ may hay giận rủi. Nhưng thật ra quý vị đã tạo ra nó bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, trong một thời gian trước đây hay mới đây, và quý vị đã quên mất. Tôi đã có những kinh nghiệm này, vì vậy hãy luôn cố gắng nghĩ tốt, để cho mọi việc đều đến một cách tốt đẹp hay thuận lợi. Cho dù nó không tốt, ít nhất quý vị luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và trong sạch. Và quý vị sẽ cảm thấy thoải mái là mình luôn suy nghĩ thiện lành. Ít nhất quý vị không cảm thấy chịu trách nhiệm về những việc xấu xảy ra cho mình hay cho người nào khác. Thần giao cách cảm. Sư phụ nghĩ sao về thần giao cách cảm? Đó chỉ là một trong những thần thông của đẳng cấp thứ nhất, đẳng cấp Atula. Chúng ta có thể tập môn đó. Nhưng trong pháp tu của chúng ta có cái gọi là chuyển đạt tư tưởng. Thần giao cách cảm là một trong những cái ở đẳng cấp thấp, vì nó chỉ được từ một người này tới người kia, hoặc một người tới hai hoặc ba người. Nhưng sự chuyển đạt tư tưởng là cả một mạng lưới vũ trụ. Nó có tác dụng từ thiên đàng tới địa ngục và trái đất, và tác dụng của nó vô số kể. Minh sư dùng lực đó để thông tin với đệ tử ở mọi nơi, bất kể nhiều bao nhiêu. Nếu quý vị tu thiền, quý vị cũng sẽ có lực lượng đó khi thời điểm tới. Nhưng thậm chí trước khi có thể dùng năng lực này một cách hoàn toàn, quý vị vẫn có thể liên lạc với vị minh sư. Bất cứ điều gì quý vị nói, muốn hoặc ước mơ bên trong, vị minh sư luôn luôn biết. Khi nào quý vị muốn minh sư biết ý nghĩ của quý vị, ước muốn của quý vị, ngài sư sẽ biết. Nhưng nếu quý vị không muốn, cũng không sao. Vị minh sư chỉ đứng một bên, nghỉ xả hơi. Năng lực của ý nghĩ và lòng ham muốn vô cùng mãnh liệt. Thưa, vì sao vũ trụ bóng lan rộng quá nhanh? Bởi vì những thứ rẻ, dễ làm ra hơn. Vì sự ham muốn, lòng tham và quan niệm sai lầm của con người là vô tận. Đó là lý do mỗi khi chúng ta muốn điều gì, điều đó sẽ tự hình thành. Và cần có nhiều vũ trụ hơn để thực hiện hóa ước muốn của quý vị, hầu sau khi rời khỏi thế giới này, quý vị có thể đến đó và nhận lấy những điều mình muốn. Bất cứ điều gì quý vị muốn, cuối cùng sẽ đến với quý vị. Nhưng đôi lúc cần thời gian, dĩ nhiên. Không phải như muốn mua áo quần như thế này, quý vị chỉ cần đi ra tiệm mua. Nếu quý vị muốn điều gì đó khó hơn, thì cần thời gian lâu hơn.
nhưng nó sẽ đến với quý vị trong kiếp này trên địa cầu này hoặc ở một hành tinh khác. Cho nên hãy thận trọng về điều mình muốn và bảo đảm là quý vị chỉ muốn Thượng Đế, chỉ những điều cao thượng. Nếu không, nó cũng sẽ đến với quý vị. Như Einstein nói rằng, nếu quý vị ném thứ gì đó vào trong không gian, và nếu quý vị đợi đủ lâu, nó sẽ quay trở lại với quý vị. Là như vậy đó, bất cứ ở đâu. Vì chúng ta ham muốn quá nhiều thứ, chúng ta muốn quá nhiều thứ và thế giới này không thể cung cấp đủ. Dù là ở vũ trụ bóng, đấng sáng tạo của vũ trụ bóng muốn quý vị có bất cứ gì mình muốn, không phải lúc nào nó cũng đến liền, mà sẽ đến vào lúc nào đó. Đôi khi trong một không gian khác, ở một vũ trụ khác, tại một thế giới khác, rồi quý vị đến đó nhận lấy sau khi quý vị rời thế giới này hay sau khi quý vị rời khỏi thế giới kế tiếp, dần dần. Đó là lý do vũ trụ bóng lan rộng quá nhanh. Bởi vì chúng ta ham muốn quá nhiều thứ, những điều chúng ta muốn thật vô tận và vũ trụ phải thỏa mãn điều đó, vấn đề là vậy. Cho nên nếu mọi người chỉ muốn Thượng Đế, chỉ muốn giải thoát linh hồn, chỉ muốn trở về thiên đàng cao nhất có thể, thì vũ trụ bóng sẽ ngừng tạo ra thế giới bóng mới. Năng lực của ý nghĩ và lòng ham muốn vô cùng mãnh liệt sẽ không được xóa nhòa bởi thời gian và không gian. Thần giao cách cảm. Quý vị không cần phải là một nhà tâm linh hay một người biết nói chuyện với chó để hiểu ngôn ngữ của chó. Chúng hiểu quý vị. Chúng hiểu được tiếng Anh, tiếng Nga, Đức, Pháp. Ồ, bất kỳ quý vị nói tiếng gì với chúng cũng hiểu rõ ràng. Tại vì chó hiểu lời nói qua hình ảnh. Bất cứ lời gì quý vị nói ra lập thành một bức ảnh, một tấm hình trong đầu nó. Đó là cách mà chúng hiểu quý vị hết sức rõ ràng, không một chút sai lầm. Trong mọi ngôn ngữ, mỗi chữ đều có một dấu hiệu vô hình. Cũng vì lý do đó mà tôi bảo quý vị giữ lời nói cho trong sạch, vì nó ảnh hưởng người nghe và nó có một ý nghĩa thật sự. Nó tạo thành một hình ảnh, rồi gửi đi một số lực lượng tốt hay xấu vào môi trường xung quanh quý vị. Vì vậy mà chúng ta phải thanh tịnh trong lời nói, hành động của mình, cả tư tưởng nữa. Mọi thứ đều có lý do, không phải tôi muốn kiểm soát quý vị hay gì cả. Tôi chỉ nói cho quý vị biết tất cả những chứng minh khoa học, những lý do khoa học đằng sau những giới luật mà chúng ta phải giữ. Những gì mình nghĩ cũng tạo nên một hình ảnh nào đó mà người khác cũng có thể nhìn thấy. Có người thấy, không phải ai cũng thấy. Tuy nhiên nó sẽ bám vào trong không khí và người ta cảm giác được. Năng lực có lưu lại. Tùy ý lực của quý vị mạnh chừng nào, trong lúc nói hay trong lúc nghĩ, thì nó sẽ tích lại lâu hơn hay mau hơn thôi. Nhưng nó sẽ tồn tại. Có khi tồn tại thật lâu, hầu như là vĩnh viễn. Quý vị từng nghe nói về lời nguyền truyền kiếp. Cái đó có thật. Không cần phải là phù thủy mới hình thành được thứ lực lượng nguyền rủa ấy. Nó có thể đến từ một người với lòng thù hận mãnh liệt, tình yêu mãnh liệt hay ý muốn trả thù mãnh liệt trong đầu. Khi họ nói với tất cả mãnh lực của họ, thì nó sẽ thành thật, dù đó là một lời nguyền rủa hay một lời chúc phúc. Cho nên nhiều khi quý vị tới gặp một linh mục hay người nào đó thánh thiện, quý vị nói, xin gia trì cho tôi, hay cho tôi chút phước báo. Tại vì nó có hiệu nghiệm, không phải dị đoan. Có thể trong tương lai chúng ta sẽ không cần vô tuyến truyền hình hay những thứ tương tự, mà chỉ cần chỉnh làn sóng tới chỗ nào mình muốn là hình ảnh hiện ra. Đó là thần giao cách cảm. Chó và thú vật có khả năng ngoại cảm hơn mình vì chúng ta bị mất. Nhiều người chúng ta bị mất vì đời sống sinh nhai phức tạp nên chúng ta phải nghĩ quá nhiều về mặt vật chất, làm quá nhiều trong địa hạt thể xác, nghĩ quá nhiều về những bổn phận vật chất vì sự sống còn. Cho nên càng ngày chúng ta càng nghiêng về vật chất, do đó chúng ta quên đi tự tánh có thần giao cách cảm của mình hay khả năng ngoại cảm mà mình từng có. Có người còn giữ khả năng này tới mức tối thiểu hay tối đa hay nửa này nửa nọ. Đôi khi trong vài trường hợp quý vị cảm thấy như mình hiểu người bạn đời đang nói gì dù người đó không nói ra. Đó là lúc quý vị thâu lượm lại một chút khả năng siêu linh của mình còn rải rác đâu đó. Thỉnh thoảng nó xuất hiện
Điều đó có thể tưởng tượng được không? Nếu mình không đánh mất thì đã luôn có khả năng đó. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì nếu có khả năng ấy, chúng ta không phải lúc nào cũng nghe điều tốt, mà cũng phải luôn nghe cả những điều xấu. Như vậy cũng hơi quá mức cho mình. Mọi người có trách nhiệm duy trì bầu không khí trong lành tại trung tâm cộng tu. Trung tâm cộng tu Thiền Tam Thiền Tứ là nơi để quý vị tới dung bồi sự khai ngộ của mình và để bù lại những lần ở nhà đôi khi không cố gắng đủ vì công việc làm ăn hoặc bất cứ chuyện gì. Không phải là chỗ cho quý vị tới nháy mắt với nhau, tìm cách cho người khác cùng phái hay khác phái để ý mình, tùy theo khuynh hướng của quý vị như thế nào. Tôi hiểu rõ những nhu cầu thể xác, tinh thần và tình cảm của quý vị. Nhưng đừng dùng trung tâm hoặc nơi bế quan để làm những việc tán tỉnh. Nó sẽ dội ngược lại quý vị, vì người ta có thể ngửi thấy mùi. Và rồi họ sẽ không kính trọng quý vị nữa. Khi chuyện gì đó xảy ra, rốt cuộc quý vị không được đi thiền hoặc tới cộng tu, rồi quý vị lại trách người này, trách người kia, trách sư phụ, trách trụ sở chính, trách liên lạc viên, bất cứ ai. Không ai đáng trách ngoại trừ chính mình. Quý vị phải giữ mình trong sạch. Tôi không chống đối chuyện yêu đương. Tôi không thích tán tỉnh. Tôi không thích người này đùa giỡn với tình cảm chân thành, non nớt, thật thà của người kia. Quý vị đang chơi với tình cảm non nớt và tâm hồn bình lặng của một con người. Không phải chỉ đang đùa với một anh chàng, một người dại dột, một người xấu hay một người mà không ai muốn. Đừng đùa như vậy. Đừng ỷ vào mặt mũi nhan sắc của mình, vì Thượng Đế sẽ lấy lại rất lẹ nếu quý vị lạm dụng nó. Nếu quý vị lạm dụng khả năng về thể xác của mình để gây đau khổ cho bất cứ người nào, thì quý vị sẽ bị đau khổ rất sớm. Cho nên hãy coi chừng, hãy giữ mình trong sạch, thì mọi việc sẽ tốt đẹp cho quý vị. Hãy nhớ, không phải chỉ có người Tăng Gia Ba thôi, mà nó xảy ra tại nhiều trung tâm. Tôi không nói là mọi người đều như vậy, đa số là không. Chỉ thỉnh thoảng một vài trường hợp, quý vị quên rằng mình muốn là ai và quý vị là gì. Cho nên hãy chọn cách xử sự cao cả hơn, phẩm cách khá hơn. Là một con người đẹp đẽ, tốt hơn thì mọi thứ tự nhiên xảy tới. Thương yêu ai đó là một điều rất đẹp, miễn là có qua có lại. Đừng bắt ép người ta, cũng đừng cố gắng quá. Bởi vì càng cố gắng, người ta càng cảm thấy ghê tởm. Vì cũng giống như ánh sáng của ngọn đuốc vậy. Quý vị đang dùng để kiếm khắp nơi, còn người ta thì ráng trốn khỏi ánh đuốc, cho quý vị khỏi thấy mùi của họ. Khi làm quá lộ liễu, quý vị sẽ phát ra một loại năng lực kinh tởm, làm cho người khác bỏ chạy. Người nào đến với quý vị không phải là chân thành, vì họ không thương quý vị, họ biết. Họ chỉ muốn tiêu khiển thời giờ hoặc tạm thời, chỉ muốn lạm dụng quý vị. Và sau này quý vị sẽ gặp nhiều phiền toái còn hơn lúc đầu nữa. Quý vị sẽ cô đơn hơn lúc đầu. Hãy chăm sóc vẻ đẹp bên trong của quý vị thì mọi thứ sẽ tới. Hãy tìm thiên quốc bên trong quý vị trước thì mọi thứ sẽ đến với quý vị. Nếu nó không tới cũng được, quý vị được giải thoát. Hãy thành thật với chính mình và những người quý vị đang gặp. Đừng tán tỉnh, đừng cố phô trương thể xác bề ngoài của quý vị. Nó không tồn tại lâu đâu. Quý vị chỉ tạo phiền phức cho chính mình sau này nếu cố lôi cuốn người khác bằng bề ngoài của mình mà không có sự chân thật và lôi cuốn từ đôi bên. Cái đó khác. Đừng quên quý vị muốn là gì và quý vị là một người vĩ đại như thế nào. Quý vị phải biểu lộ bề ngoài với mọi điều tốt, phẩm tính cao thượng và sự thành tâm, thì những người đến với quý vị sẽ thành tâm và tử tế. Hành động thích hợp với sự hiểu biết. Đa số quý vị rớt là vì thế. Quý vị rút lui khi phải đối diện với trách nhiệm, kiếm cớ chuồn em hoặc nói chuyện khác, làm bộ như không biết. Người ta bực mình và bỏ ý định không dùng quý vị nữa, thí dụ như vậy. Rồi quý vị thành công trong việc trốn thoát. Nhưng tại sao quý vị muốn trốn chạy? Quý vị không những tránh làm việc mà còn lỡ mất một cơ hội để học hỏi. Sớm muộn gì thì quý vị cũng sẽ phải học bài học này, và rồi nó sẽ lại càng khó thêm.
Giống như ở tiểu học, nếu quý vị không cố gắng học tập thì lên trung học càng khó học hơn, rồi quý vị không theo kịp và cảm thấy không vui, cho nên mới có vụ học sinh nhảy lầu, nhảy biển, tự sát, vân vân. Muốn trốn học, bỏ nhà vì theo không kịp với trình độ học vấn. Vì vậy, người thế gian chúng ta đau khổ. Thay vì làm việc chăm chỉ để giúp đỡ bản thân, hoàn thành nhiệm vụ của mình và rửa sạch nghiệp chướng, chúng ta luôn luôn muốn chạy trốn. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thoát. Kiếp sau chúng ta sẽ trở lại, thấy bài học càng khó hơn và phải trả tiền lời nặng hơn. Chúng ta sẽ càng thêm bực bội, khổ sở, khắc khoải. Chúng ta không thể lo liệu được và sẽ gây thương hại đến bản thân và đời sống của chúng ta. Thương hại đến bất cứ những gì thân yêu nhất của chúng ta và những gì chúng ta yêu quý nhất. Bây giờ quý vị liễu ngộ tại sao cuộc đời là đau khổ chưa? Đều là tự mình tạo ra. Người ta nói phiền não là tự mình tạo ra, thật rất đúng. Chúng ta không những tự mang phiền não đến mà còn gây phiền phức cho những người có liên quan đến mình nữa. Vì thế chúng ta mới có nghiệp chướng cá nhân và cộng nghiệp. Nếu như chúng ta thật sự thương yêu thế giới này, thật sự muốn độ chúng sanh, chúng ta hãy tự hoàn hảo trước đã. Người xưa có nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chỉ vì họ không giải nghĩa tường tận nên quý vị chỉ đọc và niệm lời nói này mà không nhận thức được gì hết. Quý vị không tiêu hóa và hấp thụ lực lượng giáo lý chân thật nằm đằng sau câu nói ấy. Cho nên dù mọi người đều tụng kinh, niệm Phật và làm gì đó, họ vẫn còn vô minh. Giáo lý của tôi cũng nói vậy, nếu như quý vị không thật sự quý trọng, thành tâm ứng dụng nó, thì quý vị cũng như khi xưa vậy. Chỉ khác có một chút, bây giờ hàng ngày có ngồi xuống xếp bằng và ăn chay. Có lẽ ý nghĩ của quý vị hơi kiêu ngạo một chút. Tôi là người tu hành, như vậy càng tệ thêm. Cho nên phải cẩn thận. Không phải tu hành là tốt rồi, phải để ý và phải thành thật với chính mình 100%. Chúng ta phải biết những lỗi lầm của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cảm thấy tự ti hay khốn khổ. Một khi đã nhận thức được các lỗi lầm của mình, chúng ta nên cố sửa đổi cho được tốt nhất. Làm sai một lần là đủ rồi, không nên lặp lại những lỗi lầm đó nữa. Như vậy chúng ta có thể mỗi lần bỏ được một lỗi, bằng cách mỗi ngày loại bỏ được một hay hai lỗi, chúng ta có thể một ngày nào đó không còn khuyết điểm nữa. Những khuyết điểm không phải là xấu, nhưng nó cản trở chúng ta thành người hoàn mỹ. Nếu cứ tiếp tục phạm cùng một lỗi hoài, thì chúng ta sẽ không có thời giờ để thực hành những điểm tốt của mình. Vấn đề là vậy, không có gì phê phán khác. Chúng ta là chủ nhân của chính mình, tốt hay xấu đều tùy ở nơi mình. Cho nên chúng ta phải chọn điều gì tốt đẹp hơn cho chúng ta. Nếu như chúng ta cứ bận rộn làm sai, rồi bận rộn sửa chữa. Bởi vì làm sai một lần, phải sửa chữa mấy lần mà vẫn sửa không xong. Rồi làm chúng ta cứ bận rộn, thì đâu còn thời giờ học những bài tốt hơn nữa. Vì thế những lỗi lầm đã làm hại chúng ta. Tôi thắc mắc không hiểu quý vị có hiểu không? Đôi khi quý vị hiểu được một lát, nhưng ngày hôm sau lại trở về tật cũ. Hãy cố gắng lên. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bài giảng trong bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.